Sau rất là nhiều năm hướng dẫn hàng ngàn các chị em chúng ta sử dụng Retinol, thì Hương có thể tổng hợp lại kiến thức về cách sử dụng Retinol ở trong cái video ngày hôm nay. Nó đơn giản đến mức mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng được. Và khi các bạn mà biết cách sử dụng đúng Retinol thì đầu tiên chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí hơn rất là nhiều. Thứ hai, chúng ta sẽ tránh được những cái tác dụng phụ không mong muốn khi chúng ta dùng, như là bị sạm, như là bị bong chóc, như là da chúng ta bị quá tải. Và điều thứ ba, làn da của bạn chắc chắn sẽ thăng hạng một cách vô cùng nhanh chóng. Và có thể dùng cái từ là đẹp ngoài sức mong đợi. Bạn không nghĩ rằng là chỉ một cái sản phẩm Retinol nhỏ bé như vậy có thể đem lại tác dụng to lớn như vậy đâu. Và đối với cá nhân mình thì việc sử dụng Retinol cũng khá đều đặn, khoảng tầm là 4 đến 5 năm nay rồi. Thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm mà phụ nữ tầm ngoài 25, tầm ngoài 30 chúng ta nên sở hữu. Nó chia ra thì chi phí nó mức độ vừa phải, đáng tiền thì bạn có thể mua, và tác dụng đem lại thì nó rất là lớn. Vậy thì đầu tiên, một cách ngắn gọn cho bạn nào còn chưa biết đến hoạt chất vàng này, thì Retinol là gì? Đơn giản thôi thì đó là một dưỡng chất của vitamin A, và chúng là người anh em với những sản phẩm rất là quen thuộc trên thị trường như là Retinan này, như là Tretinoin này, hay là như là Adapalene. Vậy chúng giúp làn da của chúng ta thay đổi như thế nào? Đầu tiên, chúng giúp tăng tốc tái tạo làn da một cách nhanh chóng hơn. Khi mà hồi còn nhỏ, chúng ta thấy rằng làn da chúng ta luôn có độ căng, độ sáng, độ mướt, thậm chí là lỗ chân lông thu nhỏ rất là nhiều. Lý do lớn nhất là sự tái tạo thay mới làn da. Lúc này thì có thể 2 tuần đến 3 tuần làn da đã được thay mới rồi. Nhưng sau độ tuổi lớn hơn thì cái cơ chế thay mới này chúng sẽ bị kéo dài hơn, thậm chí là 40 ngày, 50 ngày mới thay mới. Nhưng điều quan trọng là cái sự thay mới nó không đồng đều. Và chính cái điều này sẽ dẫn ra một vấn đề là cái làn da của chúng ta nó có thể bị sần sùi hơn, nó có thể bị tối màu hơn do các tế bào già cỗi tích tụ trên da rất là nhiều. Thứ hai là giảm nhăn rất là tốt. Lý do là bởi vì Retinol tác động trực tiếp trên làn da của chúng ta, hỗ trợ chúng ta tăng sinh collagen và elastin. Và chính hai thành phần này nó tác động lớn đến việc làn da bạn có sự săn chắc và mịn màng hay không. Thứ ba là Retinol cũng hỗ trợ vào việc ngăn chặn cái sắc tố hình thành ở trên bề mặt da. Vì vậy những bạn nào mà ngoài độ tuổi 30 khi chúng ta dùng thì hầu như các bạn sẽ giảm thiểu vấn đề sạm nám, hoặc là có thể hỗ trợ cùng Retinol thêm hoạt chất khác để tham gia vào quá trình chúng ta điều trị nám cũng rất là tốt. Tiếp theo là ngoài việc tăng sinh collagen thì cái Retinol cũng hỗ trợ ức chế những cái enzyme mà làm phân hủy đi cái collagen và elastin, từ đó hỗ trợ cho làn da chúng ta trẻ hóa hơn rất là nhiều. Vậy thì nghe rất là nhiều công dụng đúng không? Chúng ta cùng đến phần thứ hai là cách dùng Retinol như thế nào. Nó cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ dùng. Bạn chỉ cần nhớ những cái lưu ý phía dưới đây. Đầu tiên là nhãn hiệu. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại Retinol, từ vài trăm nghìn, 100, 200 cũng có, đến khoảng 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, thậm chí 5 triệu. Nhưng điều quan trọng, đầu tiên phải là một cái hãng uy tín đã. Thứ hai là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem mác đầy đủ. Hãng dược mỹ phẩm thì tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì ở đây, cái Retinol này thì nếu bạn mà ham mua rẻ quá thì những cái thành phần đi kèm nó không được đảm bảo. Đôi khi chúng còn khiến cho da bạn kích ứng và quá tải. Tiếp theo là về nồng độ, thì tất nhiên là nồng độ càng cao thì hiệu quả đem lại cũng càng tốt hơn. Nhưng ngược lại thì chúng cũng sẽ khiến da bạn có thể bong chóc và kích ứng hơn, thậm chí nổi mụn hay sạm nám nhiều hơn. Và thông thường ấy, thì việc dùng Retinol không phải là nồng độ càng cao thì càng tốt, mà điều quan trọng là chúng ta sẽ duy trì cái trạng thái ổn định. Theo nghiên cứu đưa ra thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm là cái thời điểm vàng để chúng ta bắt đầu thấy có sự hiệu quả trên làn da. Và cái nồng độ chúng ta nên ưu tiên sử dụng đó chính là khoảng tầm 0.3 đến 0.5%. Điều thứ ba là hãy quan tâm đến cái kết cấu của sản phẩm. Thì Retinol chúng ta sẽ có những cái dạng như là dạng cream, dạng gel hay là dạng lotion. Thì với những làn da mà thường da khô, chúng ta sẽ cần cấp ẩm rất là nhiều, sẽ ưu tiên là dạng cream, hơi đậm đặc một xíu để có thể cấp ẩm cho làn da. Còn với những làn da chúng ta có lỗ chân lông to, vết tắc nhiều thì hãy ưu tiên những cái dạng kết cấu mỏng nhẹ, ví dụ như là dạng gel hoặc là dạng lotion ở dưới đây. Thì thứ nhất là chúng sẽ vừa tránh này vết tắc cho làn da của chúng ta. Thứ hai này là khi mà bôi thoa chúng sẽ tăng khả năng thẩm thấu hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta bôi thoa như thế nào thì mới đúng? Thì có hai nguyên tắc để bôi thoa. Thứ nhất là công thức bánh mì kẹp thịt, tức là để tránh bị quá tải và để tăng cường cái khả năng thẩm thấu cho làn da, thì đầu tiên hãy bôi một cái lớp serum HA trước trên một nền da ẩm. Sau đó sẽ đợi da hơi khô ráo một xíu, không quá khô nhé, hơi khô một xíu, thì sẽ bôi đến Retinol. Cuối cùng là bạn sẽ khóa ẩm bằng một cái lớp dưỡng. Điều này sẽ khiến da bạn sáng thức dậy có độ căng và độ mướt. Điều thứ hai là về lượng bôi. Thực tế thì các bạn cứ nói rằng là một hạt đậu xanh, một hạt đậu đỏ, nhưng mà chúng ta hãy bôi từ lượng ít rồi tăng dần lên. Thông thường ban đầu một ngày lần đầu tiên bôi, bạn có thể bôi một cái băm nhỏ như thế này,
Sau đó nếu như mà làn da chúng ta mà thấy rằng à chúng không có sự thay đổi hoặc là chúng không hề có bong tróc kích ứng quá tải thì chúng ta sẽ tăng cái lượng bôi lên một xíu nữa. Còn về tần suất thì chúng ta sẽ tăng dần từ một lần lên khoảng tầm 2 đến 3 lần và chúng ta sẽ nên duy trì ổn định ở mức khoảng tầm 3 lần. Một số vấn đề chúng ta có thể xảy ra khi dùng retinol, bạn đừng quá lo lắng. Khoảng thời gian đầu tiên có thể hơi sạm một xíu hay bong một chút, nhưng khoảng thời gian thứ hai là da chúng ta sẽ quen dần và chúng cũng sẽ chưa có thấy có sự hiệu quả gì đâu. Nhưng mà sau 6 tháng đến 1 năm thì bắt đầu có sự hiệu quả. Và cuối cùng khi chúng ta sử dụng trong khoảng tầm 2 đến 3 tháng, làn da bắt đầu quen rồi và nếu bạn mong muốn rằng thăng hạng thêm nữa, nhanh chóng hơn thì có thể kết hợp retinol thêm với một số hoạt chất khác để hỗ trợ một số vấn đề ở trên làn da. Cái này Hương sẽ làm thêm ở cái video phía sau. Hoặc là bạn có thêm bất kỳ vấn đề nào của làn da có thể comment ở phía dưới nha.